Đó đi hỏi chú ba. Ba sẽ đánh họ lại cho con. Con ghét ba. Áp dụng 4 bước này con sẽ hết ăn vạ ngay lập tức. Rồi con bình tĩnh nha con. Bây giờ khi nào con bình tĩnh đi, con nói chuyện với ba nha. Rồi bây giờ con đang cảm thấy như thế nào? Con muốn chơi điện thoại. Rồi ba hiểu là bây giờ con rất thích chơi điện thoại. Nhưng mà bây giờ mình hết thời gian chơi điện thoại rồi. À ba có một món quà nè. Trong cái ứng dụng Táo Vàng, trong phần táo ứng xử đó có quá nhiều cái bài học mới luôn nè. Rồi con nhìn xem đi nha. Khi mượn đồ xong, dùng xong nhớ trả lại, như vậy mới là bé yêu. Thấy không? Bây giờ nếu mà con vừa mượn đồ của ba xong thì sao ta? Thì con sẽ trả lại cho ba. Rồi giỏi quá nè.